Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có làm cái món là cải thìa xào với tỏi, sốt với dầu hào. Thì món này làm nhanh, gọn, đơn giản tại nhà, ăn với cơm rất là tuyệt ngon luôn các bạn. Đó, thì cách thức thực hiện cũng là rất là đơn giản. Mình quay clip lại chia sẻ đến các bạn cùng coi cho vui. Đó, với cách làm như thế nào. Bây giờ mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Thì cái đây là cái cải thìa mình ra chợ mình mua ông bó khoảng chừng 300 gram, mình đã rửa sơ sơ để đó lát nữa mình còn đem sơ chế và rửa tiếp luôn á các bạn. Còn đây là cái tỏi thì mình chuẩn bị một củ lớn lớn, cái mình lột vỏ sạch sẽ, rửa ráo nước rồi mình để đây. Đó, lát nữa mình còn đem đi phi thơm nó lên, băm nhỏ rồi phi thơm nó lên đó các bạn. Còn đây là dầu hào, mình chuẩn bị 2 muỗng canh để lát nữa mình làm cái nước sốt. Rồi, để đó. Thì cơ bản cái nguyên liệu cho cái món này cũng rất là đơn giản. Như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Rồi thì cách nấu như thế nào đó, bây giờ mình xin mời các bạn tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Thì lúc này mình sẽ đem cái cây cải thìa ra, mình cắt đôi rồi cái mình rửa, mình sơ chế nha. Đó, thì với cái cây cải thìa thì mình nên cắt đôi nó ra. Mình cắt đôi như vậy các bạn, để khi kia mình xào mình ăn cho nó được ngon. Đó, ăn miếng phát là nó ăn hết luôn, nó ngon lắm đó các bạn. Rồi mình cắt đôi xong rồi kia mình cho ra cái rổ để chuẩn bị mình đem đi rửa. Đó, thì cái thìa thì mình đã rửa lần đầu rồi, cái bây giờ mình cắt đôi ra mình rửa như vậy nè. Mình xả cái vòi nước, cái mình rửa từng khe từng kẽ lá cho nó kỹ các bạn, để cho nó được sạch. Đó, mình rửa kỹ từng lá như thế này nè. Rồi mình cứ rửa như cái vòi nước như vậy để ra cái rổ cho nó ráo nước nha. Thì lúc này mình đem củ tỏi ra, mình sơ chế nè. Đó, mình đem đập dập hết nó đi. Thì củ tỏi này mình đem ra mình đập dập, hoặc là mình băm, hoặc là mình xay nhuyễn cũng được các bạn. Có nhiều cách làm, thì hôm nay mình sẽ đập dập nó ra như thế này nè. Rồi cái mình băm nhỏ. Mình đập dập như thế này rồi băm nhỏ cho nó có cái mùi thơm của tỏi. Đó, băm như vậy các bạn. Băm nhỏ này nè. Đó, băm xong rồi mình sẽ để ra cái dĩa để qua một bên. Rồi cái sơ chế tỏi của mình đã xong rồi đó các bạn. Rồi lúc này kia mình bắt cái nồi nước lên để mình luộc rau này. Thì mình cho vô một nửa muỗng canh muối. Đó, mình cho vô nửa muỗng canh muối nha các bạn, cho nó nước nó sôi lên rồi cái mình cho rau vô. Đó, lúc này cái nước nó sôi lên rồi mình hãy cho rau nó vô luôn nha các bạn. Mình luộc á, tức là mình trụng nhanh nó lên nha. Đó. Thì mình sẽ canh sao cho mà nó nước nó vừa nó sôi lên. Đó, mình canh nước nó vừa sôi lên là mình vớt ra. Chứ mình để lâu á nó bị nhừ, nó nát, nó đen, nó không ngon các bạn. Rồi lúc này nó sôi như thế này rồi, mình vớt ra liền luôn, tắt bếp vớt ra liền luôn nha các bạn. Đó, vớt ra cho ra cái thau nước lạnh đó. Đó, cái thau nước đá lạnh đó các bạn. Đó, mình vớt ra mình cho vô cái thau nước đá này này để cho cái cọng cải nó được xanh, nó được giòn, ngon. Đó, vớt hết cho ra. Rồi cái mình ngâm chừng khoảng 5 phút rồi mình hãy vớt ra. Rồi sau cái thời gian 5 phút á, mình vớt ra mình cho qua cái thau để riêng ra nè, để cho nó ráo nước. Đó, mình vớt ra mình để cho nó ráo nước rồi lát nữa rồi kia mình đem đi xào tỏi. Đó, các bạn xem là cái cọng rau nó xanh như thế nào là được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên rồi mình cho khoảng 4 muỗng canh dầu ăn. Thì dầu ăn mình cho nhiều nhiều cho nó nè, để mình phi tỏi này. Đó, cái tỏi hồi nãy mình băm được nhiều mình cho hết nó vô luôn các bạn. Để mình phi cho nó thơm đây nè. Thì đối với cái tỏi mình có thể ăn nhiều ăn ít thì tùy theo mình sử dụng nha các bạn. Đó, nhưng mà mình xào tỏi mình nên phi nó nhiều nhiều chút để ăn cái nó được thơm, nó ngon. Đó, thì mình sẽ canh lửa vừa vừa mình xào cho tỏi nó vừa vàng, cho nó cháy quá là nó không có ngon các bạn. Đó, nó gần vàng rồi nè. Đó, lúc này là được rồi đó, mình cảm nhận nó đã vàng thơm rồi. Mình sẽ vớt ra mình cho qua cái rây mình lọc để mình lấy tỏi thôi, còn cái nước dầu để mình làm cái món khác. Đó, mình cho ra cái tỏi này các bạn, rồi mình chừa lại ít. Đó, chừa lại ít với lại chút xíu dầu chứ mình cho cái cải vô để mình xào mình áp chảo. Đó, thì cái lúc này khi mình xào nhanh nha các bạn, mình nên xào nhanh mà rồi khi mình trở qua trở lại cho cái cải nó thơm, nó thấm
dầu cho nó thơm với mùi tỏi nhé. Mình xào khoảng chừng 30 giây thôi nha. Đó, rồi khoảng chừng 30 giây rồi khi mình tắt bếp mình cho ra dĩa luôn. Rồi, lúc này mình cho ra dĩa để mình trình bày luôn. Thì mình xào như vậy á, để gần lát nữa mình còn làm cái nước sốt rồi mình chan nó lên. Thì lúc này mình gấp hết cải ra cho cái dĩa luôn các bạn. Đó, cái mùi tỏi phi rất là thơm luôn. Cộng cải rất là xanh. Đó, cải xào tỏi của mình đã xong rồi đó các bạn. Lúc này mình vớt cải ra hết, còn lại ít cái tỏi dưới nước. Rồi mình cho cái nước sốt vô. Đó, dầu hào nè, sốt dầu hào 2 muỗng canh đó. Dầu hào này thì hồi nãy mình đã chuẩn bị cái chén khoảng 2 muỗng canh đó. Mình cho hết nó vô. Rồi mình cho đường trắng nè, 1 muỗng cà phê đầy nè. Rất là chút xíu bột ngọt thôi các bạn. Ít thôi, khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê. Rồi lấy cái nước lọc á, mình tráng tráng với cái lại cái dầu hào khoảng chừng 2 muỗng canh cái mình đổ vô. Đó, cho chút xíu tiêu các bạn, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu cho nó thơm nè. Rồi, mình sẽ giảm lửa thật là nhỏ để mình đảo sơ sơ như thế này nè, cho các cái gia vị nó tan ra. Cái nữa là mình thêm chút xíu nước nữa nè. Nó hơi đặc thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước nữa. Đó, mình đảo nó lên như thế này là được rồi. Đó, cái nước nó sánh dẻo, mình cảm nhận như thế này là được. Rồi, lúc này đã xong rồi, nước sốt của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái nước sốt đã làm á, mình cho lên cái dĩa rau cải xào tỏi lúc nãy á các bạn. Đó, cho hết nó lên luôn. Tuy rằng cái món nó đơn giản chút xíu nhưng mình chịu khó mình làm á các bạn, nó như thế này nè. Mình ăn nó rất đậm đà, nó ngon. Thịnh quay clip lại chia sẻ đến các bạn cùng coi cho vui. Đó, lúc này mình sẽ rưới cái tỏi phi lên, hồi nãy mình đã vớt ra đó, mình cho hết nó luôn để cho nó được thơm, nó ngon. Rồi thì cái món cải thìa xào tỏi sốt với dầu hào của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Thì hôm nay cái món này mình sẽ ăn với cơm trắng đó các bạn. Mình ăn với cơm trắng nè. Đó, mình gấp ra cái mình cho lên chén để ăn cơm thôi. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Thì cái món này ăn á, nó có cái mùi tỏi phi rất là thơm luôn á các bạn. Rồi kèm với rau cải này xanh giòn ngon. Đó, với cái nước sốt dầu hào thấm vừa ăn. Ăn với cơm rất là hợp luôn á các bạn. Đó, nếu có dịp các bạn hãy làm thử. Rồi thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui. Đó, thì hãy nhấn like. Đó, rồi nhấn đăng ký kênh. Và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.